Nữ đặc vụ cởi mũ ném vào giỏ của anh chàng ngay, sau đó lại cởi áo khoác rồi ném vào giỏ của người bán hàng, cuối cùng là ném khẩu súng vào thùng rác. Lúc này, một nhóm quân thù địch đã đến. Đúng lúc cô sắp bị bắt, cô bất ngờ gặp lại người yêu cũ Trần Gia Bình. Trần Gia Bình không biết Tả Song Đào là đặc vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự. Tả Song Đào cũng không biết Trần Gia Bình là thành viên ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi họ kịp nói lời chào, kẻ thù đã đuổi tới nơi. Trần Gia Bình: "Tất cả mọi người đều ở đây sao?" Trần Gia Bình giải thích rằng anh đến ga xe lửa để đón bạn gái. Tả Song Đào vội vàng đáp lại, cô còn cố tình làm nũng, nói rằng đã phải chờ đợi anh quá lâu, làm trì hoãn việc mua sắm của mình. Thủ lĩnh quân phản bội Triệu An không nhìn ra được sơ hở, đành miễn cưỡng để họ đi, nhưng anh vẫn phái thuộc hạ đi theo. Trần Gia Bình và Tả Song Đào tay trong tay đi dạo một lúc, do vị trí đặc biệt của cả hai bên, không thể giao tiếp nhiều với nhau. Đến gần một ngã tư, Tả Song Đào lấy gương ra nhìn, phát hiện đằng sau không có ai. "Đến ngã tư phía trước chúng ta tách nhau ra, tôi còn có việc quan trọng cần làm." "Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi cũng có việc quan trọng phải làm." Sau khi hai người chia tay, Trần Gia Bình phát hiện xe của kẻ địch sắp đến gần, thế là anh vội vàng đi tìm Tả Song Đào, vừa gặp lại đã lao vào ôm cô thật chặt. "Trưởng phòng Trần, sao lại như thế này, vừa nãy mới còn ngọt ngào lắm mà, đội trưởng Triệu chúng ta lại gặp nhau rồi." Thủ lĩnh phản bội Triệu An vừa nhìn thấy, một người đi sang bên trái và một người rẽ sang bên phải, trông không giống điều mà một cặp đôi sẽ làm. Trần Gia Bình nhanh chóng giải thích, định đưa bạn gái đi ngắm sông Hoàng Phố, không ngờ cô lại muốn đi mua sắm, khiến mọi người chê cười rồi. "Tôi sợ cô sẽ không thể đến trung tâm mua sắm." "Tại sao?" "Thay quần áo vẫn bị Triệu An tinh mắt phát hiện ra, kết quả là cả hai người đều bị đưa về thẩm vấn riêng. Triệu An hỏi về mũ và áo gió của Tả Song Đào, nhưng cô một mực phủ nhận rằng mình có liên quan. Cô ấy đến từ Vũ Hán, nhiệt độ ở đó là hơn 20 độ. Triệu An hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở ga xe lửa. Tả Song Đào trả lời rằng cô ấy đến tìm Trần Gia Bình. Không ngờ tên phản bội Triệu An lại tra hỏi thêm, tại sao cô lại tìm Trần Gia Bình. "Tôi là bạn gái của anh ấy. Chứ anh nghĩ tại sao tôi lại đến gặp anh ấy?" Bên kia là quan quần đang thẩm vấn Trần Gia Bình. Anh ta và Trần Gia Bình quen nhau đã lâu. Năm xưa khi Trần Gia Bình đã nhau, dù chỉ là hình thức, nhưng là quan quần không hề nương tay, hỏi trực tiếp Trần Gia Bình, anh ấy có bạn gái khi nào? "Tôi và bạn gái của tôi, hai chúng ta sống xa nhau ở hai phương trời, tôi thậm chí còn không có cơ hội giới thiệu cô ấy với mọi người." Trần Gia Bình đã làm việc dưới quyền Lạc Quan Quần. Lạc Quan Quần biết rất rõ mọi thứ về anh ấy, nên rất bất ngờ khi bỗng nhiên lại có cô bạn gái xuất hiện. Nhưng sau khi nghe Trần Gia Bình giải thích, anh cũng không thể bắt bẻ điều gì, thế là anh ta đã thay đổi chủ đề, hỏi Tả Song Đào đi chuyến tàu đến lúc mấy giờ. Trần Gia Bình ngay lập tức nhớ lại những gì anh ấy đã hỏi Tả Song Đào, biết cô ấy đến từ Vũ Hán đến Thượng Hải phải qua Từ Châu, thế là anh ước tính được ra ngay. 2:40 chiều, Trần Gia Bình và Tả Song Đào ban đầu là người yêu của nhau, nên đã ngầm hiểu thấu về nhau. Ngoài ra, hai người họ còn cực kỳ thông minh, trong một khoảng thời gian ngắn cũng đã thổ lộ vài điều. Đối mặt với sự tra hỏi của kẻ thù, câu trả lời của họ hoàn toàn chính xác. Cô nói cô từ Vũ Hán đến Thượng Hải. "Vâng. Vậy có thể cho tôi xem vé của cô được không?" Triệu An xảo quyệt cho rằng Tả Song Đào, nếu không đến bằng tàu hỏa, thế thì chắc chắn sẽ không có vé tàu. Thực ra thì làm sao anh ta biết được, với tư cách là một đặc vụ, Tả Song Đào sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Khi cô ấy đi dạo cùng Trần Gia Bình, đã tìm thấy một vé tàu trên mặt đất, thế là tôi giả vờ bị chật mắt cá chân và ngồi xổm xuống, rồi nhanh chóng nhét vé tàu vào túi. Kẻ phản bội Triệu An vẫn không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra sơ hở, cố tình đi tìm Lục Phương Phương, để Tả Song Đào nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với Lưu. Là Tả Song Đào không?